Xin chào các bạn, sau đây mình sẽ hướng dẫn cho bạn dòng máy chấm công vân tay và kiểu sắt cửa TM60 mà có thể dùng chung cho cả dòng T68. Để đăng ký người mới, ta vào menu, nhấn vào mục đăng ký người sử dụng, người sử dụng mới. Nếu đăng ký vân tay, ta chọn mục vân tay, mã người dùng sẽ tự nhảy, nhấn OK để tiếp tục. Đặt một ngón vân tay 3 lần. Nếu muốn tiếp tục đăng ký ngón tiếp theo, ta nhấn OK, còn không ta nhấn Enter để thoát ra. Nếu ta muốn đăng ký thẻ vào mục, ta tiến hành chọn mục thẻ, nhấn OK, nhấn tiếp tục mục OK, tiến hành quét thẻ vào. Sau khi đã nhận được mã thẻ trên máy chấm công, ta nhấn Enter để lưu lại, tiến hành chấm thử, Cảm chấm ơn. bằng vân tay. Xin quét lại. Chấm bằng thẻ, anh quét thử bằng thẻ từ. Cảm ơn. Bước tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập kết nối, để kết nối bằng dây mạng thông qua địa chỉ IP. Ta vào menu, vào mục kết nối, vào mục Ethernet, dòng DHCP mình sẽ chọn là không để cho nó hiện ra được lớp mạng địa chỉ IP. Chọn xuống dục địa chỉ IP, nhấn OK và cấu hình lại lớp mạng cho phù hợp với lớp mạng hiện tại đang sử dụng. Ngoài cách tải dữ liệu qua bằng địa chỉ IP, qua dây cáp mạng, ta còn có thể tải dữ liệu qua được bằng USB. Ta cắm USB vào khe của máy chấm công, vào menu, vào kết nối, download USB, tải xuống từ USB và chọn tải về tất cả. Sau khi đã báo tải thành công, ta rút USB ra và cắm USB vào máy tính và sẽ chiết xuất ra file từ USB để tải dữ liệu thông qua phần mềm. Trong trường hợp mà sau sau khi sử dụng được một thời gian mà dữ liệu bị đầy mà mình muốn xóa cái dữ liệu chấm công đi, thì mình sẽ vào menu, vào mục xóa. Nếu muốn xóa từng người, ta chọn xóa và nhập mã ID người dùng, hoặc ta có thể chọn tất cả để xóa dữ liệu trên máy chấm công và nhập nhập mật khẩu sẽ là 1245. Nhấn OK. Giờ đã hoàn thành các bước hướng dẫn sử dụng cho máy TM60 và T68.